overseas. Anh bạn chúng ta nói với đồng nghiệp anh như sau. Overwhelm là gì vậy? Hello, các anh chị, how are you doing today? Hello, người đẹp bội nhi. Sữa sọ ăn Tết hết chưa? Hả? Sữa sọ ăn Tết hết chưa? Nghe nhỏ hả? Lần nào vô room cũng bị khủng lên. Tăng. Bây giờ nghe lớn chưa các anh chị? Nghe lớn rồi phải không? Cô bạn nghi nghe rồi phải không? Dạ lớn rồi phải không? Yes, nghe lớn rồi mà. Where you living cô bạn nghi? Oh, Washington State. Vậy là chắc lạnh lắm phải không? It's too cold. Over there, right? Mưa miếc hả? Wow. Yeah, ở những cái tiểu bang miền Bắc á, thì có tuyết. Ở Texas của Timmy thì tức là ở cái thành phố Timmy, the capital of Texas. 3-4 năm mới có tuyết một lần. Nhưng mà it's cold too. Đi Texas hả? Where you go? I'm sorry. Where you going to come? Where are you coming? Học rẻ? No. In Austin, there's a school UT University of Texas. Trường Đại học Texas đó nằm ở thành phố của Timmy đó. Đây là một cái trường đại học lớn, một trong 10 trường lớn nhất nước Mỹ đó. Và đặc biệt về medical đó. Toàn thế giới mà muốn chữa bệnh mà ngặt nghèo đó, các anh chị, như ráp tim đồ này kia, những cái bệnh ngặt nghèo đó, Là phải qua Houston, là cũng thuộc về tiểu bang Texas. Những cái bệnh mà nhất là bệnh tim rồi này kia, những cái bệnh ngặt nghèo đó là Texas làm number one. Ngặt nghèo, hiểm nghèo hả? I don't know. Cái UT đó nó require for almost 1800 SAT á, của cái điểm SAT á, cao như vậy đó. Có
có cái điểm SAT phải rất là cao mới vô được. Nó là một trong 10 trường đại học lớn của nước Mỹ mà, nằm ngay cái thành phố của Timmy luôn. Nên cái thành phố của Timmy đó thường thường dân nó hiền lắm đúng không? Tại toàn là sinh viên, học sinh với lại những người họ họ làm họ ít business lắm, toàn là làm they are white collar. Anh ra dân ở đây nó rất là lịch sự, nó rất là nice, nó rất là hiền. Tại toàn là sinh viên không, với người ta đi làm hãng sự. Nó gọi tắt là UT. Okay, UT stand for United States, I mean University of Texas. Ok, các anh chị, let's start. Hôm nay mình sẽ làm bài tập nha. We want to spend the whole time for the exercise. Okay, before doing that, let me review quickly, okay? Let me go over quickly. Oh my God, the police car. Let me open the text first. Okay, where is it? The future. And the future. Ok, trước khi mình làm bài tập, mình ôn lại cái phần bài học hôm qua trước nha các anh chị. I'm going to go over for the, where is it? Yeah, it's right here. Ok, and this is, the main point of the future perfect, ok? Đây là những cái điểm chính của cái thi này, để mình ôm cho các anh chị nha. An action that will happen before the action in the future. Thí dụ, diễn tả một hành động mà nó sẽ xảy ra trước một cái hành động nào đó ở tương lai. Là các anh chị nhớ perfect có nghĩa là past. Nghĩa là nó liên quan tới những cái sự việc mà nó đã xảy ra rồi và nó vẫn còn tiếp tục xảy ra cho tới một cái thời điểm nào đó, hoặc là trường hợp này, hoặc là nó sẽ xảy ra trước một cái hành động nào sẽ xảy ra trong tương lai. Anh chị không có đi, không có theo được detail, okay? Jack will have finished his homework by the time his mother gets home. Jack nó sẽ xong cái bài bài tập của nó trước cái lúc mà mẹ nó đi về. Bài ở đây mình sẽ dịch là trước lúc mẹ nó đi về. Anh em các anh chị thấy cái hành động mà xong cái bài tập đó, nó sẽ xảy ra trước cái hành động khác, và cả hai đều ở future. Nhưng mà các anh chị thấy, when we use the time clause in the second statement thì we use the present tense, okay? Mình sẽ dùng thì hiện tại cho cái mệnh đề mà chỉ về thời gian, right? By the time. Hay là một thí dụ khác. She will have run
ready by the time they leave the house. Cô ta sẽ xong trước khi mà chúng ta rời nhà. Xong cái gì đó, chẳng sang cái gì đó, I don't know. It's not my business. Okay, hay là một câu thí dụ khác nữa nha. Chỉ một hành động xảy ra trước một cái hành động nào đó ở tương lai luôn. Laura will help clean out the apartment before she gives back the key. She gives back the key. Laura sẽ clean out có nghĩa là khi mà các anh chị mướn apartment đó, lúc mà vô đó họ làm rất là sạch sẽ, thì khi mà mình mình không mướn nữa đó thì mình phải cũng phải dọn dẹp y chang như vậy trước khi mình trả chìa khóa cho họ. Câu này có nghĩa là như vậy. Okay, last one. Câu thí dụ cuối cùng nha. The robbers will. Cái tên trộm á, những cái tên trộm á, thì nó lấy hết tiền rồi trước khi mà mọi người tới. Okay, đó là trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai. To use this tense, an action that will happen before a specific times in the future. Diễn tả một hành động nó sẽ xảy ra trước một cái thời điểm nào đó, thời điểm đặc biệt nào đó ở tương lai. Thí dụ nha. By the time he graduates, he will help him. Trước cái lúc mà cậu ta ra trường á, graduate là gì ta? Ra trường á, cậu ta sẽ xong 5 năm chương trình, 5 năm học. Là trước khi ra trường cậu ta học 5 năm cậu ta mới ra trường. Cái gì? Okay, next one. By the time he wakes up, we will have prepared lunch for everyone. Trước lúc mà cậu ta thức dậy, chúng tôi đã sẵn sàng buổi ăn trưa cho mọi người. Cái cậu này cậu ngủ trễ. I mean cậu dậy trễ. Hay là hai câu này. Hình như nó chỉ một cái thời điểm, một cái sự việc xảy ra trước một cái thời điểm nào đó. Đây mình mention cái time giờ. Cái time. The snow will have stopped by April. We will have returned home by 5 o'clock. Tuyết thì nó sẽ ngừng rơi vào tháng 4 và chúng ta sẽ trở về nhà trước 5 giờ. Cái này hai câu khác nhau nha các anh chị, nó không có liên quan gì với nhau hết trơn. There's no connection between these two sentences. Ok, đó là một cái điểm tránh để dùng cái thì này. Còn một điểm nữa. A state that will continue up to some time in the future. And it is usually used with states
not actions. States and action là gì? Cái state là cái being state là cái nghĩa là cái chỉ dịch cái này sao ta? Nó có vẻ như là nó không có hiện hữu đó. Cái này dịch sao ta? Thí dụ như being state là cái cảm nghĩ của bạn lúc đó đó, bạn nghĩ làm sao đó, mình gọi là cái gì ta? Anh chị biết không vậy? Let me cái trạng thái đó, vậy là cái trạng thái đó của mình lúc đó đó, ok? Nó nói lên cái trạng thái hơn là nó nói lên một cái hành động cụ thể. Không nghe hả? Bây giờ nghe rồi phải không? Bây giờ nghe rồi phải không? Nó không có action at all. Thí dụ như câu này. Có người nghe rõ, có người không? Các anh chị mở cái speaker của các anh chị, đừng có mở, đừng có dặn cái volume lên, mà dặn cái speaker lên. Cái speaker là cái loa ở phía ngoài cái computer đó. Thường thường ngay cả các anh chị xài laptop cũng vậy nữa. Mặc dù nó có cái speaker built-in ở trong cái laptop sẵn, nhưng mà tốt hơn các anh chị nên mua hai hoặc bốn cái speaker nhỏ nhỏ gắn thêm vòng vòng cái laptop thì các anh chị nghe nó rõ hơn nữa. Nhất là hát nhạc, play play nhạc rồi này kia, play music á, các anh chị nên mua thêm mấy cái loa để vòng vòng ở cái laptop nữa. Nghe lớn hơn và nghe rõ, hát nghe hay hơn. Thấy như vậy. Thành ra cái sound system chánh á, cái sound volume chánh là cái speaker, chứ không phải cái volume ở trong cái computer. Các anh chị hiểu tiếng mình nói phải không? Thấy không? Okay, next Monday, we will have been married for 10 years. Thứ hai tới, chúng ta sẽ lấy nhau được 10 năm rồi. Phải dịch vậy không? Chúng ta sẽ lấy nhau 10 năm rồi. Hay là câu này. Thì các anh chị thấy cái marriage nó không có action. Nó chỉ nói lên cái state, cái trạng thái là mình lấy nhau thôi, nó không có action. Các anh chị hiểu điều này rồi phải không? Hay là câu này. Mình chỉ nói là mình marry thôi. Có cần show how do we marry không? Hả? Đâu phải kỷ niệm lễ cưới, không phải kỷ niệm, đâu có kỷ niệm nào trong này đâu. Đâu phải, mình đâu có mention vấn đề mà anniversary đâu. Đấy. Này nói là mình lấy nhau 10 năm rồi. Hay là câu này. Tomorrow Justin will have been single for a whole week. Wow. Ngày mai đó thì cái cậu Justin này cậu độc thân cho cả tuần rồi đó. Ok. Nghĩa là chắc cậu có vợ, cậu ở riêng á, biết không? Cậu trốn vợ. Ok. Cậu trốn vợ, cậu đi ở chỗ nào đó. Mà tuần lễ rồi. Ngày mai là đúng một tuần lễ là cậu độc thân, biết không? Suốt tuần nay mà cổ gặp cô nào cổ cũng nói là cổ single hết trơn đó. Cái nghĩa này là như vậy á, chứ thiệt ra là cổ marry rồi, giấu cà rá luôn, giấu cái wedding ring luôn. Em không tin nè, thì giơ ngón tay lên cho em coi nè, anh đâu có đeo nhẫn cưới đâu. Right. Okay, next one. On September. So cái single đó mình không có thấy được phải không các anh chị? Nó không có action,
Nó chỉ là nói lên cái trạng thái cổ đang độc thân thôi, nó không có action at all. On September, I will have lived here, I mean left here, for 8 years. Look, this is two separate sentences, nha các anh chị. Look, we'll have been sick for 2 weeks tomorrow. Vào tháng 9, tôi sẽ sống ở đây cho tôi sẽ sống ở đây cho 8 năm rồi. And look thì nó bệnh á. Nó ngày môi đó, lúc nó đã bệnh 2 ngày, 2 tuần rồi. Thành ra các anh chị thấy khi mà mình dùng cái thì perfect đó, nó có dính líu vô cái quá khứ ở trong đó. Phải không các anh chị? Cái thời điểm mình đang nói, cái sự việc này đã, nó đã xảy ra trước cái thời điểm mình đang nói rồi. Thành ra mình mới gọi nó là perfect, là có chữ past ở trong đó. Ok. Dạ, 8 năm rồi. Ok, câu chót nha. Next week, you will have had this car for 25 years. Tuần tới đó, bạn sẽ đã có chiếc xe này á, 25 năm luôn, 25 năm luôn, vậy là xe cũ xì rồi. Các anh chị có nhiều khi á, ở bên này đó, các anh chị thấy mấy chiếc xe cũ mà nó chạy nhanh đó, đừng có tưởng bỏ nha. Họ chỉ mua cái máy mới, họ ráp vô cái body của chiếc xe cũ thôi. Okay. Nhiều chiếc xe nó classic car đó, classic car đó nó rất là xưa, thiệt là xưa, nhưng mà nó cũng chạy nhanh như xe mới giờ vậy đó. Tại tụi nó mua cái máy mới, tụi nó ráp vô. Nếu các anh chị có chiếc xe thiệt là cũ, xe này mà 25 năm là cũ lắm rồi á, thành ra mình khỏi cần trade, mình để dành á, mình mua máy mới mình ráp vô. Có nhiều khi những chiếc xe cũ bán nhiều tiền á, giống như đồ cổ vậy đó, xe đồ chơi đó, mà đồ chơi. Anniversary for 20 years. Ok, đó là ba điểm chánh của cái dùng cái thì này. Ok, giờ các anh chị nắm vững rồi phải không, nhớ rồi phải không? Có ba điểm đặc biệt diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động nào đó ở tương lai. Cái thứ hai là cũng nói lên một cái hành động mà nó đã xảy ra, và cái hành động có vẻ như là nó trừu tượng, nó không có action, giống như Mary and single. Ok, đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba là mình có mention là một cái specific time nào đó, có nghĩa là tả một cái hành động nó xảy ra trước một cái thời điểm nào đó mà được xác định. Okay. Và thường thường các anh chị nhớ, đặc biệt cái thì này họ thường dùng cái chữ, mình thường dùng cái chữ by. Okay. By có nghĩa là before. Rồi, sẵn sàng làm bài tập chưa? Nãy giờ ôm lại rồi đó. Hôm nay làm bài tập múc chỉ luôn, làm cho chết luôn, làm đến chừng nào năn nỉ, nghỉ, mới nghỉ á. Làm đến chừng nào mà các anh chị chán như cơm nếp luôn á, năn nỉ khóc lóc, nói tiếng mi stop please, okay. Chịu không nào? Làm sớm nghỉ sớm mà làm chưa xong à. Ở đây làm hoài tới sáng luôn, khỏi ngủ luôn, Tiểu My cũng bỏ ăn luôn, cho chết luôn. Okay. Rồi, bắt đầu nha. Bài tập từ cười tới khóc. Okay. Lấy napkin để cái bên sẵn đi. Đang hồi chậm nước mắt, hỉ mũi rồi tùm lum. Bữa nay tốn nhiều napkin lắm đó. Okay, để sẵn kế bên đi. Okay. Khóc trước. Khóc trước hả? Ok nào, bắt đầu nào. Ok.
Okay, let me open my bây giờ mình áp dụng công thức trước. This is future perfect progressive. We don't deal with this one then. Looking at this one. Thi này thì mấy? Ô, cái thi này là thi thứ 11 nha các anh chị. Tuần tới mình nghỉ Tết xong xuôi rồi á, mình sẽ qua cái thi cuối cùng là Future Perfect Continuous. Okay. What is this? Okay, I understand now. I should move this one to this one. Yes. Oh no. No, 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 not this one. Let me move back. Okay, suppose I give you this one. By 2013, we finished paying off the loan. Trước năm 2013, chúng tôi sẽ trả xong cái tiền tiền mượn. Khi mà các anh chị thấy chữ buy đó thì mình thường thường mình dùng cái thì perfect là đúng nhất, là hay nhất cho for the future. Nghĩa là trước cái lúc đó đó, trước cái năm này chúng tôi sẽ trả xong cái tiền tiền loan nhà, loan xe gì I don't know, được khái như vậy. Nợ, yeah, nợ, tiền nợ. Ok, cảm ơn. Để ghi vô bài. Tiền nợ, nợ gì đó không biết nữa. Con là nợ, vợ là quan gia. Nợ con. trước năm này á, trước năm 2013 đó mình trả hết nợ cho tụi nó, đuổi tụi nó ra khỏi nhà. Đuổi tụi nó ra khỏi nhà. Cái này có thiệt đó nha các anh chị. Con nít bên này Mỹ á, biết không, nói mà không nghe hả, đến năm 17 tuổi là nó kick out ra khỏi family luôn á. Ok, nó có quyền á, nuôi tới 17 tuổi là coi như xong bổn phận rồi đó. Ok, tử tế rồi, còn cho ở nuôi cho ăn học, không tử tế thì đi ra khỏi nhà đi. Đấy. Đấy, ok anh chị. Con mà, con là nợ mà. Okay, so we'll have finished. And nhớ nha, ED, động từ regular verb. You have to give me the ending sound, TD or ID. Okay, phải cho cái, nếu mà là động từ thường thêm ED, phải cho cái ending sound luôn. Chữ D, finished, hay là finished, hay là finished. Okay, phải cho ba cái âm, một trong ba âm đó. Và phải cho biết tại sao là chữ T. Ok, mình làm bài tập là 2-3 chuyện một lúc luôn, cho các anh chị nhớ luôn. Tại sao chữ T? Và yeah, là tại cuối cùng là SH. Và nó áp dụng vô cái chữ shown. Ok, chứ không phải chữ shown.
Chữ xôn, chữ sữa có một chữ S thôi. Nó áp dụng cho cái chữ xôn. Chứ không phải chữ sữa. Chữ sữa là chữ S. Okay. Mr. Toon. Were you here yesterday? Were you here yesterday? No, that's why. Ai mà mới vô hay là không có học hôm qua là biết liền hả? Trả lời trật lất. Trả lời trật lất. Thành ra các anh chị nào mới vô bữa nay hay không có học hôm qua nhớ ngồi im nha. Tại trả lời là biết trật liền. Ok. Right. Okay, now next one. Breakfast is from 8 to 10. So at night, we have breakfast. Sao nhiều nhớ lâu hả? That's right, you learn from your mistake. Okay, breakfast nó có từ 8 giờ tới 10 giờ. So lúc 9 giờ thì chúng ta làm gì? Chúng ta làm gì các anh chị? Này đâu phải áp dụng công thức đâu, cứ dùng công thức hoài giờ. Chúng ta đang ăn, phải không nè? Phải không? Chúng ta đang ăn. Right? So we have to use the future continuous instead of future perfect. No, mình không có dùng cái thì we haven't deal with the future perfect continuous. We haven't deal with that yet. Mình chưa có học cái thì mà future perfect continuous. So không được dùng cái thì đó ở đây, Mr. Toon. See, đã nói mới vô hôm nay thì phải ngồi yên. Trả lời là thật lớn. Okay. So đây mình sẽ dùng thì continuous. Thì mình sẽ làm sao các anh chị? Yeah, will be having breakfast. No, are having là thì hiện tại. Will be having. Okay? Will be having. Okay? Gamble. Đi gamble hả? Đi cờ bạc hả? Sao nghỉ sớm vậy gamble? Yeah, gần Tết tới rồi. Phải không? Đó, đi cờ bạc hả thầy? Đi casino sớm vậy thầy? Casino sớm vậy thầy? Ok, so ở đây mình sẽ dùng cái thì continuous, right? So we will be having breakfast. Còn khi nào mình nói là we are having breakfast thì hiện tại. No. Yeah, một là đang làm, hai là sẽ làm soon, nghĩa là chắc chắn cái sự việc đó mình đã plan như vậy rồi. Và mình chắc chắn mình sẽ làm. Nó là hiện tại chứ không phải là mình dùng cái thì present tense cho the future. Và bắt buộc mình phải để cái thời điểm vô. Cái này mình học ở trong cái bài, ở trong cái future symbol, phải không các anh chị? Trong cái thì mà future symbol. Các anh chị coi hai câu này. I am having dinner now. Okay. Hay là I am having dinner soon. Một cái là mình nói cái sự việc nó đang xảy ra. Còn một cái là mình nói cái sự việc nó sẽ xảy ra. Một cái nó đang xảy ra, một cái nó chưa xảy ra. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ xảy ra 5 phút nữa, 10 phút nữa. Càng gần càng tốt. Okay. Còn I will be having dinner. Okay. At that time.
Thì các anh chị thấy ba câu này, ba cái thì khác nhau. Một cái thì là hiện tại đang xảy ra, và một cái thì là future, nhưng future rất là gần. Và cái này nó có cái plan ở trong đó, thành ra bắt buộc nó sẽ xảy ra, mình đã dự định như vậy. Còn cái thì thứ ba này đó là thí dụ at the time là at 11 o'clock đi, thì tôi sẽ đang ăn tối lúc 11 giờ. Nghĩa là bây giờ mới có 8 giờ thôi, thì lúc 11 giờ thì tôi đang ăn tối. Anh chị hiểu rồi phải không? Nghĩa là lúc đó đó mình đang làm cái gì đó thì mình dùng cái thì future continuous. Okay. Rồi. Cảm ơn. Okay, next one. So câu này mình sẽ có là Cái này các anh chị làm sao? We will be having, phải không các anh chị? We will be having breakfast. That's right. Okay. Mình dùng cái future continuous. Okay, next one. Hiểu rồi hả? Bây giờ được quyền trả lời không sợ sai nữa hả? Sorry, I should not go out with you tonight. Xin lỗi, nhưng mà cô ta không có đi với bạn tối nay đâu. Negative. Negative. Yeah. Sorry, but she will not going. She will not be going. Okay. Phải có cái nếu mà mình dùng cái thì continuous phải có động từ to be ở trong đó. Okay, please. Nhớ nhà continuous phải có động từ to be and the main verb with the ing. She will not be going, hay là she won't be going out with you tonight. Okay, next one. The mechanic repaired the car by 5 o'clock. Cái ông sửa xe đó sẽ sửa chiếc xe trước 5 giờ. Yeah, khi mà các anh chị thấy chữ by, thường thường mình dùng cái perfect. Chỉ một cái sự việc xảy ra trước một cái thời điểm nào đó, cái specific time, và thường thường mình dùng chữ by, right? Will help repair, and what the ending sounds, TD, repaired or repair it. Cái ending sound đâu? Phát âm thành TD or ID? Huh? Repaired, hay là repaired, hay là repair it. Yeah, repaired. Các chị phải tập làm như vậy, phải làm vậy cho nó quen, okay? Yeah, repaired. Yeah, will help repaired, right? Express the idea that something will occur before another action in the future, right? And it can also show that something will happen before a specific time in the future. Okay, next one. I don't think
She come with, I mean she come with us. Tôi không nghĩ là cô ta tới với chúng tôi đâu. Với chúng ta đâu. Các anh chị phải hiểu như gì nè, tôi không nghĩ cái lúc đó đó cô ta sẽ đang tới với chúng ta, phải không? Phải không các anh chị? Tôi không nghĩ một lúc nữa hay là cái lúc đó cô ta sẽ không đang tới với chúng ta. Đồng ý không nào? Right? Thí dụ bây giờ mình đừng có bỏ cái chữ I don't think đi. Mình chỉ nói là cô ta sẽ không tới. Thí dụ như câu này, mình phải hiểu như vậy. She come with us. I'm sorry. With us. By that time. Thì các anh chị, yeah, she will be coming, phải không? She will be coming with us by that time. Chúng ta sẽ đang tới, cô ta sẽ đang tới với chúng ta trước lúc đó là by 8 o'clock. Cái khái như vậy, right? Rồi mình để cái phủ định vô, phải không? Đồng ý không nè? Anh chào Hoa Hải Anh, các anh chị mới vào. Mình phải hiểu tới lúc nào. Ồ, tới lúc 9 giờ, tới lúc trưa, tới lúc tối nay, đại khái như vậy. Thì dùng cái chữ by, phải không các anh chị? Mình hiểu ngầm như vậy, right? Thành ra khi mà No, I'm sorry. Ở đây dùng chữ at hay chữ on chứ? Okay. No, yeah. Ngay cái lúc đó đó cô ta đang làm cái gì, phải không các anh chị? Phải không? Thì mình phải dùng cái continuous chứ, right? Okay, next one. Ở đây mình sẽ nói là will be coming. Okay, will be coming. Đấy, chỉ mới dùng chữ by thì nó làm cho các anh chị confused. Các anh chị phải hiểu là một chút nữa cô ta sẽ không có đang tới với mình đâu. Okay, next one. By the time you are 40, you eat a ton of meat. Trước cái lúc mà bạn 40 tuổi á, bạn ăn cả tấn thịt luôn. Dĩ nhiên rồi. Yeah. Cho ba chữ nha. Nếu mà động từ bất quy tắc thì phải viết ba chữ luôn. Eat, ate, in. Phải không? Eat, ate, in. Cho ba chữ luôn please. Yes, okay, đặng cho các anh chị nhớ luôn. It ate in. Okay, next one. Câu này nha, câu này. Đợi tí mình tí xíu thì mình sẽ trả lời. What's wrong with me right here? Tạm thời thì như vậy đi rồi chị My sẽ trả lời sau nữa. Ok, thêm nữa. Ok, mình làm câu này nha.
By 2010, we paid the mortgage. Trước cái năm sẽ trả xong cái tiền tiền nhà đó. Mortgage thường thường là tiền nhà. Yeah, có nghĩa là cái sự việc này mình đang làm phải không các anh chị? Mình đang làm phải không? Nó liên quan tới quá khứ. Right? Và nó sẽ tiếp tục chấm dứt trước cái thời điểm nào mà mình mention. Không. Trả đó, pay thường thường họ để cái này phải hiểu là pay off đó. Trả trả hết cái loan của cái tiền nhà đó, mortgage là cái loan của cái tiền nhà đó. Okay. Không phải thế chấp nha. Ở bên này đó, mua xe hay là mua nhà, nếu mà mình nghèo nghèo, mình không có tiền, mình trả pay off liền tại chỗ đó, thì mình sẽ trả payment. Okay. Payment trong vòng 30 năm, 15 năm, xe cũng vậy nữa. Xe có thể trả trong vòng 2 năm, nếu xe cũ, xe mới thường thường 4 hoặc 5 năm. Không thấy như vậy, trả góp á, dạ trả góp á. Mortgage là nợ nhà đó, nợ nhà. Sau đây mình sẽ dùng cái thì perfect, right? And đây là động từ bất quy tắc phải cho ba chữ. Yeah, pay, paid and paid, right? Cho ba chữ. À, hoa hải anh đúng. Okay, next one. By the time we get to the station, the train leave. Trước lúc mà chúng tôi tới trạm, không biết trạm xe lửa, xe bus gì, I don't know. Yeah, trạm xe lửa. Nói ngay đó mà không thấy. Chiếc xe lửa nó rời rồi. Leave, left, left, that's right. And đây mình dùng thì gì các anh chị? Yes, ở đây mình sẽ dùng thì perfect diễn tả một hành động đã xảy ra, phải không? Và đang xảy ra, right? Ở tương lai. Trước lúc mà chúng, nghĩa là câu này các anh chị hiểu phải không? Thí dụ xe lửa nó rời 5 giờ, right? Nó rời đi 5 giờ. Mà mình tới là 5 giờ 15, 5 giờ rưỡi. Dự đoán là mình tới trạm xe lửa lúc 5 giờ rưỡi. Thì mình sẽ nói câu này. Trước khi mà chúng ta tới đó là 5 giờ rưỡi phải không? Thì 5 giờ chiếc xe lửa nó chạy mất tiêu rồi. Nó đã rời đi rồi. Các anh chị phải hiểu như vậy. Okay. So we'll have left, right? Okay, next one. I don't think they come to. Không nghĩ là họ sẽ tới dự cái buổi tiệc của chúng ta đâu. Yeah, they will be coming. Ví dụ cái buổi tiệc lúc 6 giờ thì mình không nghĩ là lúc 6 giờ họ đang đi tới dự cái buổi tiệc của mình. Các anh chị dùng cái thì continuous đây, nó có vẻ như nó sống động hơn. Tôi không nghĩ là lúc 6 giờ họ đang đi tới dự cái buổi tiệc đâu. Nhưng nghe hay hơn. Tại vì lúc cái buổi tiệc nó bắt đầu thì chuyện gì đang xảy ra? Ồ, cái chuyện mà chúng ta sẽ không đi tới nó xảy ra, phải không? Các anh chị phải hiểu như vậy. Mình dùng cái thì future symbol cũng được, nhưng mà nghe không có hay bằng cái thì continuous. Nó diễn tả một hành động nó đang xảy ra, tưởng tượng không? Nghe sống động hơn. Đồng ý không nè? Right? Học grammar nhiều khi mình phải có óc tưởng tượng mình mới làm đúng. Okay. Cái văn cái grammar thì không có gì sai hết, cái hay cái chỗ là mình nói sao nghe nó hay đó, cái đó mới là điểm chính. She always works
from 8 to 12. So at 10 o'clock tomorrow she work. Cô ta luôn luôn làm việc từ 8 giờ tới 12 giờ. Vì thế lúc 10 giờ ngày mới thì cô ta gì các anh chị? Cô ta sẽ đang làm việc. Đúng không các anh chị? Đây mình sẽ dùng cái từ will be working. Ngay cái lúc đó cái sự việc gì nó đang xảy ra. Đúng không các anh chị? Mình dùng cái từ continuous. She will be working. Right? Okay, next one. The painters paint the hall by tomorrow night. Những cái người thợ sơn sẽ sơn cái hall. Cái hall một là cái sảnh đường bự, hai là cái lối đi. Trước tối mai. Anh chị dùng thì giờ đây. Yeah, mình sẽ dùng cái thì perfect ở đây. Cái pen này đâu có phải là quá khứ, đâu có phải là động từ bất quy tắc đâu. Này động từ thường thì chỉ cần cho cái ending sau mà thôi. Right? Ở đây chỉ một cái sự việc đã và đang và sẽ chấm dứt ở một cái thời điểm nào đó. Ok. Cái sự việc này đã sơn và hiện giờ đang sơn và sẽ xong trước tối mai. Mình phải hiểu như vậy để mình dùng cái thì này. Yeah, will help paint it. Ok. Ở đây là động từ irregular verb. Mình phải No. This is the irregular verb. So mình sẽ cho cái ending sau là TD or ID. Pen it. So then mình sẽ nói là will help pen it, right? Okay, next one. Sorry, but I not come to the party's meeting tonight. Xin lỗi, nhưng mà tôi sẽ không tới dự cái buổi họp cho cái buổi họp về cái party, về cái buổi tiệc tối nay đâu. Anh chị làm câu này, động từ bất quy tắc phải cho ba chữ come, can come. Và ngay cái lúc đó cái sự việc gì nó đang xảy ra thì mình dùng cái thì continuous nghe hay hơn, phải không các anh chị? Will not be coming. Phải không? Will not be coming. And ba chữ là gì? Come, can, come. Nhớ giúp ba chữ nha các anh chị. Ok, đây là thì continuous, không cần viết cũng được. Okay, next one. Come, come, come. Will your father use the car tonight? Very good. Will your car be using the car tonight? Nghĩa là tối nay cái sự việc gì nó đang xảy ra. Tối nay ba của bạn có đang sử dụng chiếc xe hay không? Mình nói là ba của bạn sẽ sử dụng chiếc xe cũng được, nhưng mà mình nói ba của bạn có đang sử dụng chiếc xe hay không, nó nghe hay hơn. Okay. Will be using. Okay, next one. Anh chị nắm dưỡng rồi đó. Khi nào dùng continuous, khi nào dùng perfect, the grammar
minister give another talk this evening. Cái ông bộ trưởng phải không? Này dịch là ông bộ trưởng phải không? Thì sẽ cho một cái buổi nói chuyện khác vào chiều nay. Yeah, cái chiều nay chuyện gì nó đang xảy ra? We'll be giving. Very good. Không có cheat được, không có trick. Okay, next one. This time tomorrow, we fly to Bahamas. Giờ này ngày mai chúng tôi bay qua bên Bahamas. We will be flying. Very good. Giờ này ngày mai chuyện gì nó đang xảy ra? Okay, now next one. Next year, they marry for 25 years. Năm tới, họ họ lấy nhau được 25 năm rồi. Dịch như vậy á. Năm tới họ lấy nhau là được 25 năm. Cho cái ending sau, please. Ending sau, thường thường đó cái irregular verb mình mới cho ba chữ. Còn động từ thường mình chỉ cần cho cái phát âm, cái âm cuối mà thôi. Okay, married hay là married hay là married, yeah, married, well, married, right? Ở đây mình sẽ dùng thì perfect, là tại cái married nó có vẻ như là một cái trạng thái, cái state hơn là cái action ở trong bài có, phải không các anh chị? Và cái sự việc này nó đã và đang xảy ra và nó sẽ chấm dứt cái điều gì đó trong một cái thời điểm mình mention lên. Thế nên mình sẽ dùng cái perfect, future perfect, right? Ray kia. Người đẹp cát, Ray Luca Pacci kia. Nó đâu phải động từ bất quy tắc đâu, cho ba chữ. Phải không? Để tí mi Ray phụ. Này phụ cho nhớ. Ok. Bắt nạt gì? Này gọi là sửa lưng. Thế chứ không phải bắt nạt. So we'll have been married, right? Okay, next one. Chà, có bộ các anh chị nắm vững dữ rồi nha. Nắm vững dữ rồi nha. Bị bắt nạt có hai người mà nói tập thể nó quá. Professor Ray give another talk next Saturday. So cái thứ bảy tới đó chuyện gì nó đang xảy ra, mình phải hiểu như vậy. Okay, cái sự việc mà talk này nó đâu có chưa có xảy ra, phải không các anh chị? Trong quá khứ nó chưa có xảy ra, hiện tại nó cũng chưa có xảy ra, và nó sẽ xảy ra trong tương lai, phải không? Thành ra trong tương lai cái thời điểm đó sự việc gì đang xảy ra, khi tụi mình nhấn mạnh để cho các anh chị nhớ đó, right? Ok, rồi bây giờ nắm vững cái thì future continuous and future perfect rồi, phải không? And so far that we learn totally three tenses, right? Three future tenses, phải không? Nghĩa là mình học ba thì rồi, phải không? Ba thì future rồi, phải không? Phải không các anh chị? Future symbol, future continuous, and future and future perfect, phải không? Right? Rồi, bây giờ mình làm cả ba thì nha, giờ mình mix up nha. Thế tí mi cho một câu, các anh chị phải dùng cái thì sao cho nó đúng. Thế bây giờ sửa soạn dùng napkin rồi đó. Có lấy napkin để sẵn chưa vậy hả? Các anh
chị nào mới tham gia thì phải confess ngay tại chỗ, ok? Chứ thôi nói sai là bị chọc quê đấy. Confess ngay tại chỗ, ok? Nghĩa là phải nói là em mới vô room này cô ơi, em có sai cô tha lỗi cho em. Phải nói vậy trước đi, điện hồi khỏi bị chọc quê, ok? Còn ai mới vô room nữa, nói luôn đi. Nói vô luôn đi để hồi tụi mi tha thứ, ok? Em à, rồi, hai người. Ok, bây giờ mình dùng, tụi mi cho các anh chị một câu, các anh chị phải dùng cái thì cho nó đúng. We want to use one of two tenses. One of two tenses, I mean future present, future continuous, and future perfect, okay? Oh, let's see. To continue in future, what is this one right here? Future perfect. No, not this one. Rồi, are you ready? Có cần ôn lại nữa không? Có cần ôn lại cái thì future symbol không? Các anh chị đã nắm vững future continuous rồi. Các anh chị nắm vững cái future perfect rồi. Các anh chị có cần ôn lại cái future symbol không? Thì tương lai đơn giản. Cần hả? Chỉ có một người cần thôi. Vừa làm vừa ôn hả? Nó phải biết trước làm mới đúng chứ. Ok, anyway, chị mình cũng ôn lại cho rồi đi. Cái future symbol đó mình có thể mình dùng ba cách. Không phải lúc nào cũng dùng chữ will nha các anh chị. Ok, không phải lúc nào cũng dùng chữ will. Mình có ba cách dùng. Trường hợp thứ nhất là mình dùng chữ will. Từ từ, đừng có cự. Computer mà cũng biết cự. Con biết thơ mà nó cũng biết cự nữa. Tiểu mi mà để sai con chuột huống hồ gì người ta đấy. Đem dục bây giờ nữa đó mà cự. Trường hợp thứ nhất mình dùng chữ will. Khi nào mình dùng chữ will? Khi nào mà mình quyết định một cái sự việc gì đó ngay tại chỗ. Mình không có cái plan, thường thường không có cái plan trước, không có cái dự định trước. Mình chỉ giọt miệng ra mình nói thôi, thì mình dùng chữ will. Okay. Các anh chị coi ba câu này nha. I will see her tomorrow. Mình đang học, mình đang áp dụng tương lai thì các anh chị phải nhớ đây là tương lai hết nha. Các anh chị coi ba câu này. I will see her tomorrow. I am going to see her tomorrow. Okay. I am seeing her tomorrow. Ba câu này trong ba trường hợp khác nhau. Trường hợp thứ nhất á, là mình chỉ mới giọt miệng mình nói thôi, mình chưa có cái plan, mình chưa có quyết định gì hết trơn. Thí dụ như hai người bạn gặp nhau nói chuyện. Ô, bạn có biết không, mẹ của thằng Tom ấy, nó bệnh rồi, nó vô nhà thương rồi. Ô vậy hả, tôi đâu biết đâu. Tôi sẽ thăm cô ta ngày mai. Tôi sẽ thăm đi thăm bà ta ngày mai. Đó là trường hợp thứ nhất. I will see her tomorrow. Không có cái plan gì hết trơn. Chỉ nghe câu chuyện rồi mình quyết định tại chỗ. Rồi mình dùng chữ will. Em chị hiểu rồi phải không?
Rồi, bây giờ cũng cái câu chuyện đó. Ok. Bạn có biết không? Mẹ của anh Tom nó bệnh vô nhà thương rồi. Ồ vậy? Ồ, tôi biết rồi. Tôi biết rồi. Tôi sẽ đi thăm cô ta ngày mai. Có nghĩa là tôi đã dự định đi thăm cô ta ngày mai, bà ta ngày mai, tại vì tôi biết bà ta vô nhà thương rồi. Tôi nói với Tom là tôi sẽ đi thăm cô ta, má của mẹ của Tom ngày mai. Thành ra đó là câu thứ hai. Ok. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba cũng y chang cái câu chuyện của câu thứ hai. Có nghĩa là ôi tôi biết rồi, tôi đã dự định đi thăm cô ta ngày mai rồi. Nhưng mà cái thứ hai với cái thứ ba nó khác nhau chỗ nào? Cái thứ hai đó mình muốn để cái thời điểm vô cũng được, mình không để cái thời điểm vô tùy theo cái câu chuyện mà mình để cái thời điểm vô hay không. Thí dụ như là câu thứ hai đó, mình nói là I'm going to see her and that's it, stop right there. Có nghĩa là tôi biết rồi, tôi đã dự định đi thăm cô ta. Mình chỉ ngưng ngay chỗ đó thôi. Khi nào mình không cần mention lên, có thể là ngày mai, có thể 2 ngày nữa, hay là có thể là tuần tới. Thế đó là câu thứ hai. Còn câu thứ ba đó, thì cái thời điểm bắt buộc phải để vô, bắt buộc nha các anh chị. Và cái thời điểm nó càng gần càng tốt, khi mà mình dùng cái thì mà present continuous for the future time. Các anh chị hiểu không? Nếu mà câu thứ ba đó mà các anh chị không có để cái thời điểm vô thì các anh chị sẽ lẫn lộn với cái thì hiện tại chứ không phải là tương lai. Có nghĩa là câu thứ ba nè, I am seeing her. Có nghĩa là now. Nếu mà các anh chị không để cái thời điểm vô thì người ta sẽ hiểu là ồ cái cô đó cổ đang đón taxi đi thăm ai đó, tôi đang đón taxi hay là tôi đang đi bộ hay là tôi phải action, ok, đang do something. Các anh chị hiểu được phải không? Thành ra cái câu thứ ba I'm seeing her tomorrow bắt buộc phải để thời điểm vô, không thôi nó lẫn lộn với cái thì hiện tại. Tại vì cái câu thứ ba là future, nó chưa có xảy ra. Ok. Các anh chị hiểu rồi phải không? Say yes please. Yeah, đây là ba cách để mình dùng cái future symbol. Ok. Chứ không phải lúc nào mình cũng dùng chữ will hết trơn. Will là chỉ, nó không có plan. Còn cái be going to hay là cái present continued for the future đó thì nó có cái plan rồi và con nó có cái intention ở trong đó, trong khi cái will nó chỉ có cái intention thôi. Intention có nghĩa là mình có cái dự định và mình quyết định, mình cố tình muốn làm cái chuyện đó. Ok, đó là câu thứ hai và câu thứ ba. And cái câu thứ hai đó mình không cần để thời điểm vô cũng được. Ok, tại vì có thể mình một chút nữa mình làm, hoặc có thể một ngày nữa mình làm, hoặc có thể 2 tiếng đồng hồ nữa mình làm, hoặc có thể tuần tới mình mới làm. Nhưng mà ít nhất mình có cái plan, mình quyết định làm chuyện đó. Còn làm khi nào thì không biết. Còn câu thứ ba thì bắt buộc phải để thời điểm vô, càng gần càng tốt. Tại vì cái câu thứ ba là cái câu mà xác định, nghĩa là bảo đảm mình sẽ làm chuyện đó. Còn câu thứ nhất thì nhiều khi mình chỉ câu thứ nhất gần như là ngước cụi vậy các anh chị. Mình chỉ nói, mình mới vừa quyết định ngay tại chỗ thôi. Nhưng mà later on cái sau mình nói ồ tính đi thăm bà ta mà bây giờ bận rồi, 2 ngày nữa quên mất tiêu luôn. Thành ra câu thứ ba là câu mới vừa quyết định nói thôi chứ không có cái dự định trước. Thế rồi các anh chị nắm vững chưa hả? Các anh chị nắm vững chưa? Thành ra các anh chị biết cách dùng cái future symbol rồi, các anh chị biết cách dùng cái future continuous rồi, và các anh chị biết dùng cái future perfect rồi, phải không? Right? Là ba thì future. Ok. Rồi, bắt đầu làm bài tập chưa? Sẵn sàng chưa? Are you ready? Anh chị cho một câu thì các anh chị cho một câu các anh chị phải dùng cho đúng thì. Ok.
Rồi, bắt đầu. Future. Wait a minute. Future perfect. Okay. Me. It's right here. Khi mình sẽ dùng một trong ba thì này. Bắt đầu nha. Ready? Get set. Go. Customer in the restaurant. Peter, this place is dirty. Oh, I'm sorry, sir. I bring you another. Khách hàng ở trong nhà hàng. Waiter là người hầu bàn. Người hầu bàn, cái dĩa này dơ quá đi. Oh, tôi xin lỗi. Oh, tôi. Yes, will bring. Phải không các anh chị? Mình cái người này chỉ mới quyết định nói cái sự việc đó thôi. I will bring you another. Và các anh chị thấy cái sự việc này cũng chưa là chắc chắn nữa đó. Tại nhiều khi nhà hàng đông quá, biết không? Nó nói vậy rồi nó chạy vô mắc làm chuyện khác nó quên mất tiêu. Mới vừa chạy vô nói ok, ông chủ nó đem cái dĩa này ra cho ông khách bàn số 11 đi, đem dĩa sao quên mất tiêu mình quên đem cho mình cái dĩa của. Thành ra cái chữ will này chỉ mới quyết định thôi. Còn chưa chắc gì nó sẽ xảy ra. Em chị đồng ý không? Thấy rõ ràng như vậy không? Right. Phải không? Rồi, nhớ điều này nha, chữ will là giống như hước cuội vậy đó. Ok, giống như hước cuội. Thành ra hồi nào tới giờ mình không biết, cứ hở ra mình cứ nói I will. Phải không nào? Nào giờ mình không biết cách dùng thì hở ra nói I will. Thôi đi. Phải không? Cứ đại đi, nói đại đi, chạy vô chạy ra quên mất tiêu. Ok, câu này nha. Câu này nha. I will love you forever. Thường thường mình nói câu này đó các anh chị. Mình đâu có nói là I'm going to love you đâu. Mình đâu có nói như vậy đâu phải không? Thường thường mình nói I will love you. Mà thật sự ai cũng nói câu này hết phải không? Nhưng mà còn lâu à, năm sau là đổi ý rồi. Phải không các anh chị? Hiểu ý không nào? We not play poker at the party tonight. Our hostess doesn't approve of course. Yes. Cô không có nói ai nói là I'm loving you hết trơn á. Ok, các anh chị làm câu này. Các anh chị nhớ không? Yes, ok, will not be playing. Tại sao? Là tại cái thời điểm là tối nay cái chuyện gì nó đang xảy ra hoặc là nó đang không xảy ra phải không? Thành ra đây mình sẽ dùng cái thì continuous phải không các anh chị? Continuous. Cái continuous đó, nó không có phân biệt là will
we'll be going hay là are no we'll be playing hay là are going to be playing cũng được. Mình dùng cái be going cũng được hay là mình dùng cái will cũng được. Nhưng mà nó nói lên cái sự việc mà nó chỉ mới quyết định thôi nha các anh chị. Right? Chứ không phải là cái sự việc, nghĩa là nó nói lên cái sự việc mà nó không có cái plan. Ok, nó không có cái plan. And một lần nữa Jimmy mention cái vấn đề này cho các anh chị. Cái chữ will với cái chữ be going to nó đồng nghĩa với nhau. Ok. Nhưng mà nếu mà dùng cho cái thì hiện tại đơn giản đó thì các anh chị biết cách dùng rồi, chữ will là mới dọc, không có cái plan, còn be going to có cái plan. Ok. Còn nếu mà dùng cho cái thì mà future continuous đó, thì hai cái này các anh chị muốn dùng chữ will cũng được, muốn dùng cái be going cũng được. Thì mình nói vậy các anh chị hiểu không? Thì mình phải mention cái vấn đề này lại cho các anh chị. Ok. Okay, misspell right there. Khi mà các anh chị dùng cái future symbol đó, các anh chị dùng chữ will và các anh chị dùng chữ be going với cái mục đích khác. Okay. Khi mà mình dùng chữ will là nói một cái sự việc nó không có cái plan. Còn khi mà mình dùng chữ be going to là nói một cái sự việc có cái plan, nghĩa là có cái hoạch định rồi. Okay. Thành ra các anh chị phải cẩn thận cho cái future symbol. Trong khi đó cái future continuous thế thì hai cái cách dùng này nó make no different. Các anh chị muốn dùng chữ will cũng được hay là các anh chị muốn dùng cái be going to cũng được. Các anh chị hiểu rồi phải không? Tại vì nó không có khác nhau gì hết trơn. Ok. Có nghĩa là khi mà các anh chị dùng cái future continuous thì chuyện gì xảy ra? Ta thí dụ nè, I will nó mình phải phân biệt được khi nào mình dùng cái future continuous thì mình dùng chữ will cũng được. Thí dụ như là cái câu hồi nãy đi. Ví dụ như câu này đi, okay, câu này cho một câu đơn giản đi. Đây là mình nói về cái sự việc mà nó sẽ đang xảy ra ở cái thời điểm là tonight. Thì tối nay cái sự việc gì nó đang xảy ra? Thì mình sẽ nói là we will, phải không các anh chị? We will not be playing, phải không? At the party tonight. Right? Mình dùng chữ will trước. Phải không? Hay là mình dùng cái be going to cũng được, something. We are not going to play, I mean to be playing at the party tonight. Hai câu này giống nhau nha các anh chị, cũng đều nói lên một
cái future continuous. Các anh chị hiểu điều này rồi phải không? Tại cái chữ will mình thấy bằng cái be going to, phải không? Right? Cái chữ will mình thấy bằng cái be going to. Các anh chị hiểu chị My muốn nói gì phải không? Yes. Ok, để tí mình làm lại nha. Bỏ chữ not đi, Kê, bỏ chữ not đi. Có chữ not nó mất công quá. We will be playing at the party. Ok, rồi cái câu này we we are going to be going to rồi be playing at. Ok, qua hỏi anh thấy không? Thấy hai câu này không? Mình thấy chữ will bằng cái be going to, phải không? Mình thấy nó vô giống như làm toán vậy đó. Mình thấy nó vô, right? Rồi cái phía sau mình lặp lại y chang. Giờ Hoa hỏi anh thấy hai câu ở trên nó giống như hai câu Tiểu My mới vừa post ra phải không? Bỏ chữ not đi, right? So khi mà các anh chị dùng cái future continuous thì các anh chị muốn dùng chữ will cũng được, hay là muốn dùng chữ are going to cũng được. Đó là cho future continuous, nhớ điều này nha. Thế continuous. Các anh chị hiểu rồi phải không? Dạ. Yeah. Đây là cái điểm này Tiểu My muốn mention với các anh chị nè. Thí dụ chữ will hay be going to nó đều đồng nghĩa với nhau, thì tội tình gì mình làm chi cho nó rắc rối, các anh chị dùng chữ will thôi. Forget cái be going to đi. Anh chị hiểu không? Nghĩa là mình chọn cái dễ mình làm tội tình gì, mình làm cái khó rồi mình bị confused, hiểu không? Right? Thành ra cho cái future continuous, các anh chị cứ dùng chữ will đi, không cần dùng cái be going to chi cho nó rắc rối. Ok. Yes. Mr. Tune hiểu cái ý của Timmy rồi phải không? Với cái future continuous, các anh chị cứ dùng chữ will, khỏi cần dùng cái be going to. Tại vì mình không có nắm vững cái cách dùng be going to, mình sẽ bị lạc, bị confused, bị lost. Right? Nhưng mà cái future symbol, ok, sometimes mình bắt buộc phải dùng cái be going to. Cái future symbol, các anh chị coi hai câu này nha. I will play. I will play car gì đó. Ok, I will play hát. The party là khái gì vậy? Tonight. Rồi một cái nữa, I am going to play at the party tonight. Thì cho cái future symbol, hai câu này nó không giống nhau, giống như hai câu trên. Ok. Chú nào viết dính lại nha. I'm sorry, I misspelled. Right there. Hai câu này cho cái future symbol khái là mình chỉ quyết định tại chỗ thôi. Tôi sẽ chơi bài tối nay, okay? Trong buổi tiệc tối nay. Hay là play piano, hay là play tennis, hay whatever, I don't know. Play guitar, đại khái như vậy.
Nhưng mà cái I'm going to play at the party tonight là mình đã dự định rồi. Mình đã dự định trước rồi. Mình đem cái đờn guitar vô trong cái bữa tiệc rồi. Okay, còn cái câu mà ở trên mình chưa có dự định gì hết, trên mình mới vừa dọc miệng mình nói với cái người đó thôi. Rồi mình mới đi về nhà mình lấy cái đờn đem vô. Còn cái I'm going to play guitar là ở trong đầu mình đã sẵn sàng cái đờn để sẵn rồi. Anh chị hiểu rồi phải không? Yes, cảm ơn. Tại sao phải có người hỏi tại sao phải dùng thì rắc rối? Không phải, cái này mình học cho biết, nhưng mà khi mà mình nói chuyện ra tùy theo cái câu chuyện của mình để mình dùng cái thì để diễn tả cho người ta hiểu rõ hơn. Okay. Anh chị hiểu điều này không? Mình học để mình biết cách dùng cho nó đúng, để cho người ta hiểu mình muốn nói cái gì. Khi mình nói I will play at the party tonight là hứa cuội, gần như là hứa cuội. Còn nó I'm going to play at the party tonight là mình đã dự định rồi. Anh đã chữ will ở đây thường thường là các anh chị phải hiểu là mới dọt miệng ra quyết định thôi. Và có thể sau đó mình thay đổi, phải không, cái sự quyết định đó. Còn cái I'm going to play là có thể không thay đổi. Rồi nắm vững rồi phải không? Nói tóm lại cái future continuous các anh chị không có nên dùng cái be going to. Tại vì cái be going to với chữ will nó cũng giống nhau thôi. Tại sao mình phải chọn cái rắc rối làm chi? Trong khi đó cái future symbol bắt buộc mình phải dùng. Tại vì nhiều khi mình đã dự định rồi. Okay. Rồi bây giờ qua câu khác, trở lại bài tập nha. Yes, là chắc chắn nhất. Nếu mà lúc đó là 6 giờ. Okay. Nếu mà lúc đó là 6 giờ thì chắc chắn 7 giờ là mình sẽ play cái guitar hay play cái gì ở party rồi. Nghĩa là khi mà mình dùng cái symbol present thì mình phải để cái thời điểm càng gần càng tốt. Mr. Thun hiểu rồi phải không? Bắt buộc phải để cái thời điểm vô, và cái thời điểm càng gần càng tốt. Còn cái câu mà I'm going to play at the party, mình không cần để thời điểm vô cũng được. Ok. Rồi, hiểu rồi. Giờ trở lại bài tập nha các anh chị. Trở lại bài tập. Don't phone me at 10. After 10, I mean, I have a shower. Hay là I take a shower. Đừng có gọi tôi sau 10 giờ nha. Tại vì tôi đang đi tắm. Yes, các anh chị thấy cái chuyện này không? Cái chuyện này mình chỉ nói, mình có cái plan như vậy, nhưng mà lúc 10 giờ lúc đó đó, sau 10 giờ đó mình đang cái thời điểm đó, sau 10 giờ mình đang làm cái gì? Phải không? Thành ra đây mình dùng cái continuous. I will be having. Very good. Okay, next one. Thì là hiện tại đơn giản đó. Don't phone me after 10. Nó có mention cái thời gian vô đó. And then mình dùng cái symbol present ngay. Không, hai cái mệnh đề nào chỉ thời gian? Là mệnh đề phía trước phải không, qua Hải Anh?
Thành ra họ dùng cái simple present right there. Rồi. Okay. Okay, next one. You have a party next Saturday night. Tối tối thứ bảy kế đó. Bạn có một bữa tiệc phải không? Các anh chị khác? Yes. Các anh chị thấy không? Mỗi night các anh chị dùng cái future simple will you have, phải không? Nhưng mà đó, mình phải tưởng tượng cái thời điểm đó, lúc đó mình đang làm cái gì nó nghe sống động hơn, phải không các anh chị? Nó nghe sống động hơn. Thành ra mình dùng cái continuous ở đây nó nghe hay hơn. Okay. Mình nói là will you be having a party next Saturday night? Thay vì mình nói will you have, phải không? Đồng ý không nè? So, đó là lý do tại sao mình học thì. Mình học thì để mình nói cho nó nghe hay hơn, chứ không phải nói cho nó đúng hay không. Đúng thì cách nào nói cũng đúng, nhưng mà nghe nói nghe hay hơn cái chỗ đó. So đây sẽ là will you be having, okay? Continuous. Okay, next one. Sorry, but I not do the cooking tomorrow. Xin lỗi, nhưng mà tôi sẽ không có nấu ngày mai đâu. Nếu mà nghe và nói không được thì vô ngày thứ tư, ngày thứ năm, ok? Ngày thứ năm, ngày thứ tư mình học nói với nghe. Okay. Còn thứ hai, thứ ba thì mình học ngữ pháp. Yeah, cái thời điểm là ngày mai. Mình sẽ đang làm cái gì? Phải không? Thành ra đây mình dùng cái thì continuous nghe hay hơn. Okay. Sorry, but I will not be doing. Phải không? Very good. Okay, next one. Câu này nha. May I use your phone to ring for a taxi? Oh, there's no need to for that. My son drive you home. Tôi có được phép dùng cái điện thoại của bạn để gọi một chiếc taxi được không? Không có cần làm cái đó đâu. Con trai tôi sẽ chở bạn về. Ok, Luca Pacci. Cái này quyết định tại chỗ hay là đã có cái plan rồi? Hả? Quyết định tại chỗ hay là có cái plan rồi? Luca Pacci, answer me please. Yeah, cái này chỉ mới quyết định tại chỗ thôi, phải không? Chưa có cái plan. And đây mình sẽ dùng chữ will. Right? Mình dùng chữ will. That's right. Ok, next one. You use your car tonight, Dad? Tối nay ba dùng chiếc. Yes, ở đây mình nói
Tối nay cái sự việc gì nó đang xảy ra? Okay. Will you be using? Phải không? Will you be using your car tonight, Daddy? Very good. Okay, câu khác nha. Before you leave the office, you hand the keys of the safe to Mr. Hansen, please. Trước khi mà bạn rời cái văn phòng, bạn làm ơn đưa chìa khóa tủ sắt cho ông Hansen. Thường thường một cái lời yêu cầu đó, okay, mình dùng will. Cái sự việc này xảy ra chưa các anh chị? Nhớ cái perfect là nó có cái past ở trong đó. Chị mình nói rồi, perfect có nghĩa là past. Cái câu này có xảy ra chưa mà dùng cái thì perfect vậy? Hả? Cái câu này đã xảy ra chưa mà dùng cái thì perfect vậy? Cái sự việc mà đưa chìa khóa xảy ra chưa? Hả? Chưa xảy ra mà, phải không? Cái perfect là chỉ một cái sự việc đã và đang xảy ra. Okay. Cái sự việc này chưa xảy ra. No, đừng có hiểu như vậy. Okay. Đâu có xảy ra đâu. Cái sự việc này cũng chưa đi về nữa. Okay. Đây là một cái lời yêu cầu thôi, mới giọt miệng yêu cầu thôi. Chứ cái sự việc mà cái người này cũng chưa có rời cái office, và cái sự việc mà đưa chìa khóa nó cũng chưa có xảy ra. Các anh chị đang bị tẩu hỏa rồi. Ngọc biết hiểu rồi phải không? Cả hai cái sự việc chưa xảy ra mà. Chừng nào cái sự việc nó đã xảy ra rồi mình mới dùng cái chữ cái past. Okay. Thí dụ như cái câu này. Ví dụ như câu này nha, để chuẩn bị cho các anh chị câu khác để các anh chị nắm dưỡng hơn. Ví dụ như câu này nha. By the time you're 40, you eat a ton of meat. Trước cái lúc mà bạn 40 tuổi, bạn đã ăn cả tấn thịt rồi. Okay. Yeah, will hand đúng. Nhưng mà đợi từ từ. Thành ra các anh chị thấy cái sự việc mà cái người này đó đã ăn cái thịt rồi, ăn thịt đã xảy ra rồi. Thành ra đây mình mới dùng cái thì perfect ở đây. Ngọc biết thấy rồi phải không? Với lại Cat thấy rồi phải không? Right. Yeah, đã xảy ra rồi và vẫn còn tiếp tục xảy ra. Rồi bây giờ trở lại bài học nha. I mean trở lại bài tập nha. Coi lại câu này nha. Cả hai cái sự việc mà rời văn phòng với lại đưa cái chìa khóa chưa có xảy ra. Cái ông này ổng chỉ giọt miệng, ổng yêu cầu cái người này làm cái sự việc đó mà thôi. Phải không? Giờ đây mình sẽ dùng chữ will. Right, will hand. Hand là cầm cái gì đó bằng tay, đưa cho cái người đó, đưa cho người khác. Dạ, Ngọc biết hiểu rồi đó. Okay. Rồi, next one. Are you nearly ready? Our guest arrive any minute. Bạn sẵn sàng, bạn gần xong chưa? Sẵn sàng, gần xong chưa? Những người khách của chúng ta sẽ tới bất cứ lúc nào.
Ở đây mình coi ai đang nói, okay. Cái bất cứ lúc nào thì chuyện gì nó đang xảy ra, hay là chuyện gì nó sẽ xảy ra, hay là chuyện gì nó đang sẽ xảy ra, phải không? Hành đây mình sẽ dùng cái will be arriving, phải không? Will be arriving là hay nhất. Cái này mình gọi là future continuous và future ở đây đó. Ở đây ai đang nói gì? Mấy người guest đâu đó có đang nói đâu. Mình là người đang nói mà, phải không? Mình là người đang nói mà, phải không? Mình đâu có plan cái chuyện đó đâu. Mà dùng cái thì mà is going to hay là is arriving, các anh chị cũng chưa hiểu. Các anh chị cũng chưa hiểu. Các anh chị có biết là mấy người guest họ làm chuyện đó không? Mấy người guest họ họ dự định làm chuyện đó không? Cái này là chỉ là cái opinion của mình thôi, cái sự đoán của mình thôi, okay. Chứ không phải là cái dự định của những người guest. Yeah, okay. Cái này không phải là dự định của mình, right? Mà nói là dự định của mấy người guest, mình chỉ đoán thôi chứ mình chưa biết là mấy người guest họ có dự định chuyện này hay không. Thành ra mình không có được dùng cái thì mà be going to cho cái future symbol, hay là dùng cái present continuous cho cái future symbol. Okay. Yeah, mình đang phán đoán thôi. Thành ra đây mình sẽ dùng cái thì continuous. Mình nghĩ là bất cứ giờ phút nào những người guest sẽ đang đi tới, phải không? Sẽ đang đi tới. Okay. Rồi các anh chị hiểu rồi phải không? Nhớ đừng có confuse. Sau đây mình sẽ dùng will be arriving. Okay. Mình nghĩ là bất cứ giờ phút nào thì sự việc gì nó đang xảy ra. Ok, câu này nha. Câu này. Rồi, hiểu rồi, cảm ơn các anh chị. This time tomorrow, we listen to the Sting's concert. Giờ này ngày mai, chúng tôi nghe cái giờ này ngày mới cái chuyện gì đang xảy ra. Giờ này ngày mới cái chuyện gì nó đang xảy ra, phải không các anh chị? Yeah, we will be listening. Cái câu này đó các anh chị confuse về cái vấn đề mà future symbol với future continuous. Anh chị dùng cái future symbol được hay không? Cái này mình nói lên cái sự việc giờ này ngày mai mình đang làm cái gì, hơn là mình nói lên cái sự việc cho người ta biết là mình sẽ làm gì ngày mai. Các anh chị không? Mình đang làm gì ngày mai giờ này?
Hay là mình sẽ làm gì ngày mai giờ này? Hai cái câu nó khác phải không các anh chị? Phải không? I am playing. Playing what? I'm listening. Listening. Có nhiều khi mình có cái choice á, mình phải chọn cái the best choice. We have to choose the best choice. Okay? I'm listening to Sting concert. This time tomorrow. Chị coi hai câu này nha, please. Okay. Will be listening to Sting concert this time tomorrow. Okay, answer me this one. Hai câu này câu nào make sense hơn các anh chị? Câu nào nó rõ ràng hơn? Tôi sẽ này dịch sát sát nha. Tôi sẽ nghe cái buổi hòa nhạc giờ này ngày mời. Okay. Và tôi sẽ đang lắng nghe cái buổi hòa nhạc giờ này ngày mời. Hai câu các anh chị nghĩ cái câu nào mà các anh chị thấy là các anh chị nên nên nói hơn hả? Yeah, câu thứ nhất là tôi định sẽ nghe cái buổi hòa nhạc ngày mai vào ngày mai. Okay. Còn câu thứ hai là cái giờ này ngày mai mình sẽ đang làm cái chuyện đó. Các anh chị hiểu không? Nhưng mà thường thường á, cái câu thứ hai người ta nói nhiều hơn. Okay. Còn câu thứ nhất đó không có nói. Tại làm sao? Tại vì cái thời điểm nó còn xa. Yeah, cái câu thứ hai đó chắc chắn không nói là chắc chắn, nhưng mà là cái thời điểm nó còn xa. Phải không các anh chị? Phải không? Còn cái câu thứ hai đó là nói gần như là nó có vẻ chắc chắn hơn câu thứ nhất đó, mặc dầu cái chữ will. Nhưng mà trong đầu mình ít nhất là mình cũng đã có cái dự định. Còn câu thứ nhất mà các anh chị để cái thời điểm xa thì làm cho người ta cũng ít có ai nói là I'm listening to the music this time tomorrow. Ít ai nói như vậy. Nhưng mà cái câu thứ hai thường thường người ta nói nhiều hơn. Thế okay. Phải không các anh chị? Phải không? Người ta không ai nói là I'm listening to the music this time tomorrow. Không ai nói như vậy trơn á. Okay. I'm listening to the music soon. Khái như vậy. I will be listening to the music this time tomorrow. Nói tóm lại là tùy theo cái câu chuyện của mình, tùy theo cái situation mà mình diễn tả cho người ta biết bằng cách dùng cái thì. Okay. Ở đây thì cái will be listening nó make sense hơn. Nó có cái better choice hơn. Cái thời điểm gần là thường thường mình nói lúc mấy giờ? Chiều nay, trưa nay, phải không các anh chị? Trưa nay khá như vậy, nó càng gần càng tốt. Chắc nha. What time is it? We still have a minute. The headmaster give us another chance on Saturday.
Làm câu này đi các anh chị. Yeah, will be giving. Okay. Mr. Thun đừng có dùng cái present tense, I mean present continuous với một cái thời điểm nó xa, okay? On Saturday. Mình hiểu ngầm là một cái thời điểm nó xa rồi, okay? Cái gì mà một nồi nít đen? Kỳ thị hả Saddam? Cho Saddam một cái bát đi các anh chị. Cho Saddam cầm một cái bát lên đầu đi. Hình như là khoét thao thóc mới không có cái bát phải không? Let me find it. I'm going to give him instead. Where is it? Để coi coi sao không có ta. Đâu rồi? Cái bát đã mất tiêu rồi. Dở quá. Thao thóc mới này dở quá. Có không? Không có cái bát hả? Bonjour gì? Nói tiếng Pháp hả? Bonjour Saddam, cái mặt chầm quầm. Đó, nói tiếng Pháp đó. Đâu rồi, Saddam đâu rồi? Cứ chỉ làm câu này, chạy rồi hả? Nghe đó, cái bát chạy rồi. Cứ chỉ làm câu này đi. So the headmaster will be giving us, phải không các anh chị, another chat on Saturday. Yeah, we'll be giving. Okay, this is a long one. Câu này nha, câu này. Ui, cha đau bụng quá. I don't feel well enough to go to the station to meet him. I meet him for you. But how I recognize him, he's small and fair, and he wear a black and white school cap. We'll be giving, okay? We'll be giving. Cái thời điểm đó thì chuyện gì nó đang xảy ra, ok? Thời điểm đó chuyện gì nó đang xảy ra, Kim Ngân đồng ý không? Kim Ngân, vào ngày thứ bảy đó thì cái ông headmaster sẽ đang cho chúng ta một cái buổi nói chuyện khác, ok? Dùng cái thì continuous nó nghe sống động hơn, Kim Ngân. Okay. Nghe sống động hơn. Rồi các anh chị dùng câu này làm câu này đi. Tôi không cảm thấy khỏe, tôi không cảm thấy đủ khỏe để đi tới cái Well, the lure of working from home and making money at it is big. That's why our work at home series has been so popular. We've been featuring local work at home jobs that really do work. Today, meet a Cherry Hill mom who's made a go of it. I worked in television for years. I started out at NBC 10. And from production assistant at NBC 10, Patty Feeney went on to full-time work as a producer at Banyan Productions. But long work days and the birth of her son forced her to make a change. After I had my son, I just never saw him anymore. I was giving him to the babysitter before dawn and picking him up after dark. So Patty found a way to work from home, as working from home gives her the time to raise her 4-year-old son and 2-year-old daughter. I think it's the best of all worlds because you do get to spend your life with your kids. I just love to talk with my kids
I love to see them develop. Advice for other moms who want to get into a work-at-home business? Research and just take a look and keep your mind open to find a different opportunity. Thì đang mặc phải không các anh chị? Sẽ đang mặc, sẽ đang đội một cái nón đen và trắng của có dấu hiệu trường học đó, gọi là school cap, của cái nón của trường học đó. Will be wearing. Okay, that's good. Okay, next one. We are sorry, but we not come to the meeting. Chúng tôi xin lỗi nhưng mà chúng tôi không có tới để họp. Will not coming. Tại cái lúc mà họp đó, cái chuyện gì nó đang xảy ra. Thấy không các anh chị? Ra đây mình dùng cái will not be coming đó, nghe hay hơn. Will not be coming. Cái lúc họp đó chuyện gì nó đang xảy ra, là cái chuyện mà chúng ta không tới nó đang xảy ra, phải không? We will not be coming. Các anh chị dùng cái thì như vậy nó nghe rất là hay. Okay. Câu này nha. You don't understand what? Học đời làm sang. I always watch TV from 9 to 11. So at 10 tomorrow, I watch TV. Tôi luôn luôn xem TV từ 9 giờ tới 10 giờ. Vì thế lúc 10 giờ ngày mới, tôi sẽ đang làm cái gì? Okay. Không phải will won't come là simple future. Ở đây mình đang nói là cái sự việc, cái thời điểm đó chuyện gì đang xảy ra. Okay. So will be watching. Ở phía trên cũng vậy, will be, will not be coming hay là won't be coming. Okay. Okay, next one. You left the light on. Oh, so I go and turn it off. Bạn để cái đèn á, bạn còn dặn đèn kìa. Oh, tôi còn để đèn hả? Yeah, I will go and turn it off. Cái sự quyết định tại chỗ, không có dự tính trước. Okay, câu này nha. I want to post these letters, but I don't want to go out in the rain. I post it for you. I go out anyway, as I have to take dog for a walk. Tôi muốn bỏ cái thơ này, nhưng mà tôi không muốn đi ra ngoài trong cơn mưa. Vậy hả? Tôi sẽ bỏ cho bạn, tại vì tôi cũng phải đi ra ngoài. Anyway, khi mà tôi dẫn con chó tôi đi ỉ. Yeah, mình quyết định tại chỗ là will, phải không?
Mình quyết định tại chỗ là I will post, right? Và mình sẽ đang đi, nghĩa là và mình cũng mình cũng phải dẫn con chó đi ra ngoài, thì lúc đó mình cũng đang mình cũng đi ra ngoài. Không biết nói câu này, không biết dịch câu này. Hey, we'll be going out anyway. Nghĩa là cái lúc đó, cái lúc mà tôi dẫn cái con chó đi ị đó, thì tôi cũng đang đi ra ngoài. Thành ra tôi sẽ gửi cái thơ này cho anh, cho bạn, ok? Chó đi dạo đâu, chó đi dạo. Cái này không rảnh đâu, dẫn chó đi dạo. Cái này Tiểu My nói thiệt đó, ok? Đây là một cái tiếng lóng. Ok, take dog for a walk. Có nghĩa là dẫn con chó đi. Nói thiệt đó, ok? Dẫn con chó đi dạo thì ít, mà dẫn con chó đi ị thì nhiều, ok? Không có rảnh đâu, dẫn chó đi đi dạo. Yeah, dẫn chó đi ị qua nhà hàng xóm. Cái này có thiệt nha các anh chị. Nếu mà các anh chị bên Mỹ và mấy nước khác thì mình không biết. Nhà kế bên các anh chị mà có con chó đi không, là mỗi ngày mình phải rình á, ok? Coi chủ nhà nó có dẫn chó qua cái sân mình ị không. Yeah, mình phải rình á đó. Nói thiệt chị, yes, nó có thể nó dẫn chó đi dạo, nhưng mà ít lắm. Tại làm sao dẫn chó đi dạo để nó exercise. Mà bây giờ người ta, người tụi nhà giàu đâu thèm dẫn chó nữa. Trong nhà nó có máy móc, hay là nó register vô những cái gym á, nó vô đó nó tập thể dục, rồi nó exercise trong đó luôn. Thành ra bắt buộc á, nó chó đó trong nhà. Ở trong bên Mỹ này các anh chị không có được thả chó ra ngoài đường, khi không được thả chó ra ngoài đường chạy tùm lum giống như bên Việt Nam đâu. Thứ nhất á, là nếu mà chó mà chạy tùm lum ra ngoài đường á, mà người ta bắt được á, là người ta lấy luôn, đem vô nhà nuôi luôn. Tại chó bên này tốn tiền lắm đó, tốn tiền mua chó đó các anh chị, cả $100 đó. Thế là chó mà chạy ra ngoài đường mà Tiểu My thấy là bắt nó liền á. Bắt nó về nuôi trong nhà, nó chơi cho Tiểu My ghét chó. Tại vì Mỹ nó khó chó lắm á. Cái thứ hai đó, mà chó mà các anh chị để nó chạy ra ngoài đường á, rồi rủi đó, mà nó cắn con nít hay là nó gây tai nạn đó, là mình sẽ bị mình sẽ bị phạt tùy theo cái nặng nhẹ. Okay. Cái đó là cái thứ hai. Ví dụ như trong cái khu nhà, thường thường tụi con nít nó chạy xe đạp, hay là những người lớn họ cũng dùng xe xe motorcycle để họ chạy gần, để đi chợ đồ này gần á, mà rủi chó mà nó làm xe của họ té đồ này kia đó, là mình có thể mình xu cái con chó của cái người chủ nhà đó. Anh nói chó không bao giờ mà cho chạy ngoài đường khơi khơi như bên Việt Nam đâu. Và khi mà chó họ nuôi trong nhà, họ cũng không có nuôi ngoài sân nữa nha các anh chị. Thường thường họ nuôi chó trong nhà không hả? Anh nói nếu mà nuôi chó trong nhà thì nó phải đi ị đồ này kia, không lẽ để nó ị trong nhà. Thành ra người ta train á, người ta huấn luyện nó. Khi nào nó bắt ị đó thì nó phải cào cái cửa, nó lỡ cái cửa nó cào. Các anh chị, đó là các anh chị mua chó về bắt buộc các anh chị phải train á. Là khi mà nó cào cái cửa thì mình phải dẫn chó take a walk, right? Mình dẫn chó nó đi ra ngoài để nó ị. Và thường thường đó, khi mà họ dẫn chó, họ phải dẫn ở trên cái driveway, hay là cái đường cho khách bộ hành nó đi. Không có được dẫn chó đi vô sân cỏ của người ta. Dẫn chó vô sân cỏ mà nó ị trong sân cỏ của người ta, người ta có quyền xu mình, người ta có quyền thưa mình. Thành ra mình phải dẫn chó đi ở trên cái driveway, những cái
cái đường, cái đường mà tráng nhựa đó chị, rồi mình dẫn nó đi ra thường thường họ thường dẫn ra những cái công viên cho nó đi ra ngoài đó, hay là họ dẫn nó ra trước sân của họ để cho nó ị. Đại khái là như vậy. Chứ còn mà ị trong trong sân cỏ, tại vì nhà lúc nào nó cũng có cái sân trước hết trơn, sân cỏ phía trước, sân cỏ phía sau, mà chó của mình mà ị qua cái sân cỏ của nó là nó thưa. Ok, nó không có WC công cộng cho chó, mà nó có những cái port đó, mình có thể dẫn chó ra ngoài port, mà từ cái nhà mình ra ngoài port nhiều khi nó cũng xa đó các anh chị. Thành ra các anh chị dẫn chó đi làm sao không biết, nó ị đâu không biết, mà người ta bắt tại trận, mà nó ị ở nhà người ta, trong sân cỏ người ta, là người ta có quyền sue mình. Thái như vậy mới nói rồi mà, không được ị trong sân người ta. Thành ra nhà kế bên mà nuôi chó mình phải rình mình phải rình, biết không, coi nó có dẫn chó qua sân của mình hay không. Phải như vậy. Mà thường thường nó kẹt một cái như gì nè, nhà bên Mỹ này lúc nào cũng đóng cửa hết trơn á, đóng cửa kín mít, mình đâu có biết nó dẫn chó đi lúc nào đâu, mà mình canh, không lẽ tối ngày ngồi trước cái cửa sổ mở ra đằng canh coi nó có dẫn chó không. Anh đã thường thường nó mà dẫn chó take a walk là thường thường nó ị ở đâu mình đâu đâu có ai biết được, phải không các anh chị, thấy không. Ờ, bên này thí dụ mà hai nhà Việt Nam với nhau thì it's ok, nói chuyện được. Còn kế bên nhà Mỹ thì nếu mà mình muốn làm quen nó thì mình cứ nói chuyện. Còn kế bên nhà Ấn Độ thì mình không thích nó thì mình không nói chuyện. Có nhiều khi cái nhà trước cửa tụi mi là nhà Ấn Độ á, có giờ tụi mi nói chuyện nó đâu. 5 6 năm luôn cũng không giờ nói chuyện á, xây hai cái rồi thôi. Cái như vậy. Cái gì à, ấy còn nổ. Ai đâu biết đâu. Không phải à, I don't know, nhưng như không biết. Ok, các anh chị còn 15 phút nữa nghỉ nha. Giờ các anh chị hiểu cách dùng ba cái thì rồi phải không? Future simple, future continuous and future perfect phải không? Right? Là nhiều hiếp dâm lắm hả? Ai nói? I don't know. Độ nó hôi thấy mồ luôn á. Ở bên Ấn Độ thì maybe, ở bên Ấn Độ nó nghèo, maybe tụi mình không biết chuyện gì xảy ra bên đó. Nhưng mà tụi Ấn Độ bên Mỹ này nó cũng có học lắm á. Là tụi nó giàu, tụi nó mới qua Mỹ đó các anh chị, chứ dân Ấn Độ là dân nghèo lắm á. Mà nó qua được tới Mỹ là nó giàu lắm, thành ra nó cũng có hậu, nó cũng có tiền, tụi nó cũng lịch sự. Hôi thì đúng rồi đó, hôi tàn bạo luôn. Tại vì các anh chị biết tối ngày ăn cà ri rồi trong nhà đó cũng nấu cà ri hôi bốc mùi vô trong thịt nó rồi. Bốc mùi vô thịt rồi, đứng gần nó là hôi lắm á, đứng gần hôi thì thôi á. Ai không nữa. Ok các anh chị, hôm nay nghỉ sớm nha. Để cho các anh chị sửa soạn ăn Tết đi. Còn 2 ngày nữa là các anh chị tới Tết rồi. Để mi còn 3 ngày nữa lận. Đấy. Em chúc các anh chị một năm mới tràn đầy hạnh phúc nè, vui vẻ nè, nhiều sức khỏe nè, an khang thịnh vượng nè, tiền vô như nước nè. Phải không? Còn gì nữa ta? À, chưa chưa có chuẩn bị à, nhất phải liên nhờ. Bên này không có Tết các anh chị, Tết ở bên này đó là hôm bữa có ai nói với chị My chưa, à, mùng mấy cô đi chúc Tết, ở bên này không có đi chúc Tết nha, không các anh chị không có rảnh đâu đi chúc Tết thiên hạ. Tại vì cái ngày Tết thường thường đó, nếu mà gặp ngày xui đó là ngày thường á, có nhiều khi người ta phải đi làm việc nữa. Còn thí dụ mà người ta mà xin nghỉ một ngày thì để người ta chung vui với gia đình của người ta thôi. Ok, chung vui với gia đình
cha mẹ con cái anh chị em với nhau thôi, chứ không có ai mà đi tới nhà bạn bè hay là để đi chúc Tết hết. Không có chuyện đó nha các anh chị, không rảnh đâu. Cái này nói thiệt mà, không tin cái anh chị nào bên Mỹ biết á. Có thể gọi điện thoại chúc Tết với nhau thì có, chứ không có ai rảnh mà đi tới nhà ai mà để đi chúc Tết hết trơn. Không có chuyện đó. Chỉ có họp mặt gia đình, cha mẹ, anh chị em, con cái họp với nhau ăn một bữa, ăn một bữa Tết vậy thôi hả? Rồi lì xì nhau, rồi cũng chơi chơi đánh bài, bầu cua đồ. Có con nít mình chơi, đặng mình dụ nó lấy tiền. Ba mẹ nó giàu, mình dụ nó lấy tiền thì có. Đó, đại khái bên này là như vậy. Rồi nhiều khi ở những cái thành phố mà đông người Việt Nam đó, thì họ có tổ chức những cái buổi dạ, đại nhạc hội cho Tết. Rồi có ca sĩ hát, là mình ra ngoài đó mình coi mấy tiếng hồ vậy đó. Rồi những cái tiệm buôn thì họ có múa lân, đốt pháo, đại khái như vậy. Là chỉ công vòng một ngày thôi à. Một ngày là nhiều lắm á. Ok. Yeah, nó có những cái chương trình của những cái hội cộng đồng họ tổ chức á. Đó là những cái thành phố có đông người Việt kìa. Chứ còn những thành phố mà ít người Việt là coi như tiêu luôn á. Chỉ họp mặt gia đình ăn một bữa lại là xong rồi đó. Và qua ngày sau phải đi làm rồi. Năm nay Tết nhằm thứ sáu bên này thì còn thứ bảy chủ nhật thì có những cái họ có tổ chức những cái chương trình văn nghệ cho Tết ở ngoài cái convention center đại khái như vậy, đồ này kia, rồi bán đủ thứ đồ hết trơn. Tết bên này không có thiếu cái gì hết nha các anh chị, bánh mứt cái gì cũng có bên này hết trơn, bánh mứt rồi gì tùm lum hết, cái gì cũng có hết trơn. Thì nếu mà người ta tổ chức những cái đại nhạc hội Tết ở ngoài đó, ở mấy cái convention center đó, nghĩa là chỗ trung tâm chánh của thành phố đó, họ mướn cái chỗ đó để họ tổ chức văn nghệ rồi này kia, thì họ đọc sớ tấu quân đủ hết trơn á, rồi ca hát, rồi thi hoa hậu, rồi gì đủ thứ hết trơn. Nhưng mà chỉ một ngày thôi à. Chỉ một ngày thôi. Còn trên TV, yeah, ở bên California hay là ở Houston, họ có những cái đài Việt Nam thì họ tổ chức ở trên TV cho mình coi, khái cho coi đỡ ghiền. Chứ còn không có vụ mà đi lỡ nhà người này người kia để chúc Tết như bên Việt Nam mình đâu. Cái gì mà mùng 1 chúc Tết cha mẹ, mùng 2 chúc Tết gì đó, tùm lum không có vụ đó đâu. Có. Phải không các anh chị nào bên Mỹ biết cái đó thế không? Right. Ok, and that's it. And hôm nay mình nghỉ sớm 10 phút nha các anh chị. Chúc các anh chị ăn Tết vui nha. Thiệt là vui nha. Ok. Đêm 30 ông Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện. Ok các anh chị, gặp lại các anh chị next tuần tới nha, thứ hai tuần tới. Ok. Các anh chị ăn Tết vui vẻ nha. Ok, bye các anh chị, gửi mai lại cho ớt.